và rừng thông, tất cả tạo nên một vẻ đẹp đầy ấn tượng, hài hòa và quyến rũ. Đà Lạt có hàng trăm biệt thự kiểu phương Tây xinh xắn nép trong bóng lá, cây vườn. Có nhiều công trình kiến trúc đẹp nổi tiếng là nhà ga, nhà thờ Đà Lạt, vân vân. Đà Lạt hiện đang chuẩn bị kỷ niệm 110 năm kể từ khi được bác sĩ Yak Sanh phát hiện năm 1893. Đà Lạt là xứ sở của rất nhiều loài hoa đẹp. Và sân golf được xây dựng trên đồi cù là một khu thể thao giải trí đẹp, lý tưởng về nhiều mặt. Chiều tối, khí trời se lạnh, sớm mai sương mù lãng đãng giống như nhiều thành phố châu Âu. Bên bờ biển Đông, Bà Rịa Vũng Tàu là khu công nghiệp dầu khí Việt Nam. Là một trung tâm du lịch lớn, thành phố Vũng Tàu kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp thiên nhiên, đô thị và các công trình văn hóa nên có nhiều ưu thế du lịch. Trên đỉnh núi nhỏ có bức tượng Chúa cao 28 mét, mặt hướng ra biển Đông. Tượng Phật nằm ở Thích Ca Phật Đài cũng trên núi nhỏ, dài 12 mét. Thành phố Sài Gòn là vùng đất mới. Tính từ khi địa danh Sài Gòn được ghi vào sổ sách năm 1698, năm 1859, thực dân Pháp đánh chiếm Nam Bộ, thành Gia Định thất thủ. Từ năm 1862, một phương án quy hoạch thành phố với 500.000 dân được phê duyệt. Thống đốc quân sự người Pháp là Bonnard chia tỉnh Gia Định thành 3 phủ. Mỗi phủ có 3 huyện. Dưới huyện có tổng, dưới tổng có xã. Sài Gòn lúc bấy giờ vừa là tỉnh lỵ của Gia Định, vừa là phủ lỵ của phủ Tân Bình, vừa là huyện lỵ của huyện Bình Dương. Còn Chợ Lớn là huyện lỵ của huyện Tân Long cùng phủ Tân Bình. Năm 1864, Chợ Lớn được tách ra khỏi Sài Gòn vì là thành phố của người Hoa đang trên đà thịnh vượng. Từ đây, dám dắt một đô thị theo kiểu phương Tây thế kỷ 19 đã dần dần hình thành theo hai trục Bắc Nam và Đông Tây. Đường phố đã hình thành những trục đường lớn có ngã năm, ngã bảy. Nhà nhiều tầng bằng gạch xi măng cốt sắt, quảng trường, bến cảng, công viên lần lượt ra đời. Do vị trí địa lý và những yếu tố đất đai, khí hậu thuận lợi, vùng đất này sớm trở thành nơi hội tụ của các thương nhân bốn biển năm châu. Kể từ khi được ghi vào sổ sách năm 1698, đến nay thành phố đã được hơn 300 năm. Thành phố có nhiều công trình cổ to đẹp, có kiến trúc hòa trộn giữa văn hóa Việt Hoa và châu Âu như nhà hát lớn, bưu điện, nhà thờ Đức Bà và các ngôi đền chùa lớn. Sài Gòn trong lòng ta mãi mãi, 20 năm dài tình vẫn không nhạt phai. Sài Gòn dù ngày tháng vẫn xoay, dù đời sống cuồng quay, lòng vẫn thương Sài Gòn. Ôi, ta vẫn thương Sài Gòn trong những chiều vàng trời đi xin. Ôi, ta nhớ đêm Sài Gòn, đêm là tỉnh cuối cùng của Việt Nam, có Hà Tiên, có đảo Phú Quốc nổi tiếng. Là tỉnh giáp giới với Campuchia, có nhiều người Khmer sinh sống, nên văn hóa Kiên Giang có nhiều nét riêng biệt.
thuộc về nền văn hóa Óc Eo. Phải chăng đây là dấu tích của Vương quốc Phù Nam đã tồn tại từ đầu công nguyên tới thế kỷ thứ 7 tại vùng đất này? Biển Hà Tiên nổi tiếng bởi có nhiều đảo nhỏ như Hòn Chẹm, Hòn Trông, Hòn Phụ Tử. Việt Nam, đất nước tươi đẹp, thanh bình, con người Việt Nam chân chất, hiền hòa, mến khách. Việt Nam thực sự là nơi hẹn, điểm đến của tất cả bạn bè gần xa trên thế giới. Tới Nam Việt Nam, ta dễ bắt gặp những nét văn hóa độc đáo riêng do sự hòa trộn và phát triển lâu đời giữa nền văn hóa Việt truyền thống với văn hóa bản địa. Trong lịch sử Việt Nam hiện đại nói chung và lịch sử người Việt hải ngoại nói riêng, hai thời điểm năm 1954 và năm 1975 là hai thời điểm căn bản. Năm 1945, đệ nhị thế chiến chấm dứt. Thế giới chia ra lưỡng cực gồm hai khối, khối cộng sản và tự do. Stalin lãnh đạo nước Nga với một bàn tay sắt khát máu theo chủ nghĩa Marxist-Leninist. Trong khi đó, Mao Trạch Đông vừa tóm thâu qua luật, nhuộm đỏ cả nước Trung Hoa năm 1949 và chiến tranh lạnh bắt đầu. Tại miền Bắc, ngày 17 tháng 8 năm 1945, bằng xảo thuật Việt Minh đã biến cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim của Du Bảo Đại thành cuộc biểu tình ủng hộ Việt Minh. Tại miền Nam, Anh và Ấn vào Sài Gòn để giải giới quân đội Nhật. Tướng Anh là Razi đã giúp Pháp đưa 50.000 quân trở lại miền Nam. Trong tháng 10 năm 1945, Pháp chiếm Mỹ Tho, Gò Công, Vĩnh Long, Cần Thơ và chiếm luôn Bắc Kỳ. Hồ Chí Minh phải vào mật khu. Mùa xuân năm 1950, sau khi được Trung Cộng, Nga Xô và khối Đông Âu thừa nhận và yểm trợ, Hồ Chí Minh lại càng đẩy mạnh chiến tranh tại Việt Nam. Sự thừa nhận này khiến Việt Minh không còn chính nghĩa giải phóng dân tộc. Từ tháng 11 đến tháng 12 năm 1945, Pháp chiếm Tây Ninh, Nha Trang, Buôn Mê Thuột. Từ tháng 2 năm 1946, Pháp chiếm Sa Đéc, Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên, Rạch Giá, Cà Mau và hoàn tất việc Bình Định ra tới Huế để có thể đàm phán với Pháp nữa. Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra mặt nhận viện trợ từ Trung Cộng. Trong 30 năm ròng rã, trong cuộc đấu tranh chống Pháp và Mỹ, nhân dân Việt Nam đã được Trung Quốc viện trợ mấy chục tỷ đô la. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Trung Quốc đã cử hàng ngàn toán cán bộ sang Việt Nam, góp ý kiến về phương châm, chính sách, kề vai sát cánh chiến đấu cùng Việt Minh. Việc công nhận trên khiến Việt Minh chính thức trên bàn cờ quốc tế trở thành một quốc gia đồng minh với khối cộng sản. Nước Pháp chống với Việt Minh tức là chống với khối cộng. Biến cố ngoại giao này khiến Pháp phải tăng cường thêm quân để đối phó với tình hình mới. Đây là một sự kiện lịch sử, nên đã khiến cho thực dân Pháp có cớ vận động Anh Mỹ tham gia vào chiến trường Đông Dương, biến cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc trở thành chiến tranh ý thức hệ giữa khối cộng và thế giới tự do. Vào thời kỳ này, ngoài một số nhân vật thuộc hàng lãnh đạo, thực sự không mấy ai trong chúng ta thấy được rằng hoàn cảnh lịch sử kể từ năm 1952, Việt Nam bắt đầu đi vào chiến tranh giữa Cộng sản và Tư bản. Trong lúc dần dần trao lại độc lập cho Việt Nam, Pháp muốn lợi dụng người Việt quốc gia để hy vọng chiến thắng Việt Minh Cộng sản. Và người Việt quốc gia cũng lợi dụng cơ hội này, sẵn sàng hợp tác với chính phủ.